potatoes. Getting big. The soy with the coconut peanut shell. It's peanut shell now. Oh. See, eat peanut first and save a shell, so put in here. Oh. I draw this one for the squid potato. I see. Thân chào các bạn, mình trộn đất á, với nghĩa là vỏ đậu phụng với các bạn. Vỏ đậu phụng á, đó. Đó, này là vỏ đậu phụng mà mình ăn xong rồi. Lột vỏ, mình trộn với đất để mình trồng cây. Nó thêm phân hữu cơ các bạn. Mình không có sử dụng là chất hóa học. Thì cái trong cái chất của, trong cái vỏ, vỏ đậu phụng này nè, thì nó có chất. Iron, potassium, đó những cái chất như vậy thì cần, đó thì đổ thôi, để đất vô, đất mình cũng mua nữa, sạch, không dơ, để trời mưa mình ra mình sẽ đi tìm mấy con chuồng này, mấy con chuồng rồi mình bỏ thêm vô cho nó ăn đất. Trong cái hộp này á, hai cái hộp dừa này á là mình đã đục lỗ trong cái nhỏ này rồi để cho nó khỏi nước, nó không có động, nó sẽ thấm nước đó. Đó là cái mình đục lỗ rồi nè các bạn, mình đục lỗ rồi đó. Lỗ cho nó thông hơi nữa đó. Đục lỗ hai bên, hai cái hộp cái này nè, hai bên thanh này mình đục lỗ. Ở dưới cũng đục lỗ để cho nó không có ủng nước á. Rồi đúng ra đất này cũng đã có fertilizer này rồi, nó có những cái cục màu trắng trắng này nè, làm cho đất nó sẽ khô chứ nó không có ướt. Mà mình trồng khoai thì đất nó phải vừa khô, nó không có ẩm ướt. Ẩm ướt có thể thúi khoai các bạn. Đó. Rồi. Rồi sẽ nào đó, nghĩa là bỏ xuống, mình kéo một cái đường như vậy đó, thì mình bỏ cho nó nằm xuống đó. Đó, đặt cũng đắp đặt lên đó. Trồng cây đó, là mấy cái lá này mình bỏ bớt đó, mấy cái lá này mình bỏ bớt đó. Đó là như vậy đó. Đừng có bỏ sâu quá, mình bỏ khoảng chừng lóng tay là được rồi. Đó. Thì nó sẽ chạy ra. Đó. Để nằm thôi vậy đó. 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 Bây giờ mình hơi tưới nước đó. Khoảng 4 tháng là nó sẽ có củ các bạn. Xin chào các bạn, chúc các bạn giữa tuần vui vẻ. Hôm nay thứ ba rồi, giữa tuần vui vẻ các bạn, mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ. Thì đây là mình đã khoan lỗ dưới đây rồi, trong cho nước nó thấm ra. Hai bên hông này mình cũng bấm lỗ, mình châm lỗ cho nó để nó thông hơi nha các bạn. Đó. Rồi. Bye bye.
thêm vài cái cây này để về trồng. Bên đây thì nó mùa lạnh, bây giờ nó bắt đầu là nó hết cái tuyết rồi nè. Mình mới mua mấy cái cây này, một số thì mình trồng sẽ trồng ở ngoài, một số mình sẽ trồng bằng thủy canh ở trong nhà. Đó, cái cà chua đây, đây là cà chua loại nhỏ đó. Rồi cái này là Roma, này là ngò, này là gì đây, loại này là gì đây, đó. Rồi cái này là bí, bí nè, này là xà lách, rồi này là rau, rau thơm, là bông, bông của bà xã mua đó. Đó, rồi rau sống, này là xà lách, này cũng là loại rau thơm luôn, đó. Này là xà lách, thì mình sẽ một số mình sẽ trồng ở bên ngoài, số trồng một cái chân trong nhà, đó là như vậy. Đó là mình mua đó. Cái cây này đây thì có một trái là khoảng 1 đồng, 49 sen, một trái thì 2 đồng. Cái này thì 3 đồng, cái này thì là 2 đồng. Đó, thì muốn gọi như vậy. Cái cà chua đây thì là 4 đồng, 4 đồng cây cà chua. Nhưng mà của mình là xứ lạnh, chỉ tới tháng 9 là bắt đầu nó có thể là...